Từ mức 17.000 đồng trên một lít hồi đầu năm, thì giá xăng dầu hiện đã tăng lên gần 25.000 đồng trên một lít, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, để khiến cho các loại hàng hóa rục rịch tăng theo, áp lực chi tiêu đè nặng lên vai người tiêu dùng. Ngay cả người kinh doanh cũng chật vật tìm cách thích ứng trong điều kiện sức mua đang giảm sút. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã tăng tổng cộng hơn 5.000 đồng trên một lít. Giá xăng dầu tăng mạnh, cộng với ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đang gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của giá xăng dầu vẫn chính là lĩnh vực vận tải, khi kinh phí về xăng dầu chiếm tới 40% chi phí đầu vào. Anh Nguyễn Thanh Sơn, một tài xế taxi của hãng Mai Linh buồn rầu cho biết, chạy được 100.000 đồng thì chi phí đổ xăng hết 70.000 đồng, trong khi người gọi dịch vụ rất ít. Xăng dầu tụi em lo hết, nên là giá xăng cao thì tụi em chạy nó cũng không có doanh thu, vì cái tiền xăng mình chạy bao nhiêu, mình chạy cái km của mình nó không đủ để nộp về nộp công ty á, nên là chạy là cũng chung là vừa đủ cuộc sống băng chạy đó thôi, chứ không chung là xăng nó cao quá cũng không có điều kiện để chạy á. Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều nhóm mặt hàng từ ăn uống, thời trang, hóa mỹ phẩm đến vật liệu xây dựng, phân bón và thuốc trừ sâu, xăng dầu, ga liên tục tăng giá. Các tiểu thương tại chợ cho hay, hơn một tháng nay họ nhận được rất nhiều thông báo thay đổi giá, hầu hết đều là tăng so với thời điểm trước dịch. Chẳng hạn gói muối iốt tăng vài trăm đồng, canh dầu ăn loại 5 lít tăng gần 10.000 đồng, chai nước tương tăng 3.000 đồng, mì ăn liền tăng từ 1 cho đến 2,5.000 đồng một gói tùy loại. Một số loại bánh snack tăng từ 1 đến 2.000 đồng một bịch. Xu hướng tăng giá hàng hóa chưa dừng lại khi mới đây, nhiều nhà sản xuất, phân phối tiếp tục gửi thông báo giá mới. Việc giá xăng dầu tăng trong thời điểm này như giáng thêm một đòn mạnh vào năng lực chi tiêu của người dân, nhất là những người chịu tổn thương nhiều sau thời gian chống chịu vì dịch bệnh. Họ tiêu dùng thì họ vặn mua, nhưng mà khi họ mua thì những người họ hiểu thì họ không nói gì. Nhưng những người họ cái đồng tiền họ gọi gẹm họ đi chợ thì họ cũng rất là tội cho họ, cũng thấy họ mua họ cũng rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà họ đã tiêu dùng, họ đi những hàng khác thì họ biết là những cái hàng, mặt hàng đó là cao rồi, chứ không phải là do mình bán cao. Thì bây giờ họ cần thì họ phải mua thôi. Nhưng mà cái đời sống của họ thì thải tội cho họ thôi. Là vì tiền họ không có, mà hàng họ thì lại cao, lương thì không cao. Cho nên là phải coi lại trong cái việc mà cũng phải là cao. Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới chưa được bao lâu. Đây là cao điểm người nông dân, người công nhân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, bù lại cho những tháng nghỉ dịch. Tuy nhiên, việc giá cả mặt hàng tiêu dùng, nguyên và nhiên vật liệu đầu vào tăng khiến nhà sản xuất, người tiêu dùng đều gặp khó khăn. Các tiểu thương, đơn vị kinh doanh cũng chưa dám trữ hàng cho thị trường cuối năm vì sợ rủi ro về giá cả. Những mấy năm trước là chị thấy hàng Tết là bắt đầu người ta cũng có, chị có nhập hàng vô rồi đó. Nhưng mà năm nay thì chị thấy tình hình thì chị chưa. Chị cũng đang cân nhắc. Chắc cũng phải hết tháng này để qua thử là tình hình ra sao rồi mình mới nhập. Giá xăng dầu, giá ga tăng liên tục đã kéo theo giá hàng hóa thực phẩm tăng. Người tiêu dùng lo ngại từ nay cho đến cuối năm giá các loại hàng hóa sẽ tiếp tục tăng nếu các công cụ chính sách quản lý giá không phát huy được hiệu quả.